Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Hoàng Mai sẽ đồng hành với mọi người đến thăm một ngôi chùa được nằm giữa một vùng quê yên ả tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, đó là chùa Khai Nguyên. Nơi đây có quy mô bề thế cùng với bức tượng A Di Đà lớn nhất Đông Nam Á mọi người ạ. Đó, các bạn nhìn thấy bức tượng A Di Đà đó. Chùa Khai Nguyên xưa có tên gọi là Cổ Liêu Tự hay là chùa Tản Viên Sơn, Quốc Tự. Theo những bi ký còn lưu giữ trong khuôn viên, chùa được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ thứ 16. Trải qua nắng mưa thăng trầm của lịch sử, chùa đã bị phá hủy hoàn toàn. Từ năm 2003, chùa được các Phật tử gần xa quyên góp và trùng tu với quy mô lớn. Sau gần 2 thập kỷ, đến nay mặc dù chưa hoàn thiện, nhưng chùa Khai Nguyên đã hiện diện với quy mô hoành tráng cùng với kiến trúc mang nét kim cổ giao hòa, đó là lối kiến trúc nội công và ngoại quốc. Đó, các bạn hãy nhìn nhé. Để đi được vào trong chùa thì chúng ta phải đi qua cái cây cầu này này, bắc qua giữa một cái hồ có hình chữ nhật và nước trên hồ thì quanh năm xanh như ngọc, rất là đẹp mọi người ạ. Trên mặt hồ thì có lầu gác mô phỏng hình dáng chùa một cột. Đó, ở dưới mô phỏng hình chùa một cột đấy mọi người ạ. Đây là gian thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát, nơi có bộ kinh Địa Tạng quý thu hút nhiều sự quan tâm của nhiều Phật tử. Chúng ta cùng đi vào phía bên trong mọi người nhé. Đây là phía bên tay trái của chùa mọi người nhé. Bức tượng Phật được dát vàng rất là đẹp mọi người. Mọi người hãy chiêm ngưỡng, em rất là đẹp và cổ kính. Đẹp chưa mọi người? Nước ở trên hồ này thì quanh xanh như ngọc mọi người. Trước mắt của chúng ta là một là cổng tam quan, trên có một cái chuông được đúc vào năm 1570 đời vua Cảnh Hưng thứ 14. Đó, có một cái chuông ở phía trên mọi người nhé. Chúng ta cùng đi vào bên trong nhé. Đẹp chưa mọi người? Chúng ta hãy nhìn này, phía ngoài sân này, nhà chùa bố trí cái cảnh quan rất là đẹp, có rất là nhiều
chậu hoa và những cái cây hoa rất là nổi bật cho cái khung cảnh của cái sân trước mắt chúng ta. Một cái cây trang trí rất là đẹp, hai bên có hai cái tảng đá màu hồng, đẹp lắm mọi người ạ. Và phía xa xa là tượng Phật A Di Đà đã hiển diện lên đất. Cảnh vật nơi đây thật là đẹp mọi người ạ. Màu xanh của những cái tán cây cổ thụ và màu xanh của hoa lá và được bài trí rất là sặc sỡ, sắc màu, giúp cho cảnh vật nơi đây thật là đẹp và tươi mới. Đó, các bạn hãy nhìn này, một cái vườn hồng đầy đủ về màu sắc, màu đỏ, màu hồng, rất là rực rỡ và rất là đẹp về sắc màu. Đó, đẹp lắm mọi người ạ. Xanh bốn mùa giúp cho du khách về đây vãng cảnh có một tâm hồn thoải mái và rất là thích khi được về đây chiêm bái cảnh chùa. Ngoài khuôn viên của sân thì có rất là nhiều các pho tượng mọi người nhé. Đó, đây các bạn hãy nhìn này, có những pho tượng được đứng ở trên những cái hòn non bộ được tạo dựng lên và rất là đẹp, bài trí rất là hài hòa. Đó, các bạn nhìn, rất là đẹp. Chúng tôi về đây lần đầu tiên mà tôi thấy rất là thích và nhìn cái phong cảnh rất là hút hồn của du khách. Đó, các bạn hãy nhìn nhé, ngoài khuôn viên của sân chùa Khai Nguyên thì các pho tượng được bài trí rất là khác nhau. Đó. Và bên đây thì có một hàng các pho tượng được sơn son thép vàng và đứng thẳng hàng ở ngoài phía sân của cổng chính đi vào mọi người nhé. Và trên đây là Phật A-di-đà lớn nhất Đông Nam Á, cao 72 mét, đường kính bệ tượng lên tới 1.200 mét. Bức tượng có nét mặt toát lên vẻ từ bi và trí tuệ. Về với chùa Khai Nguyên, tôi thấy cảnh vật ở nơi đây rất là thu hút đối với khách về đây để tham quan cảnh chùa. Và có lẽ Hoàng Mai sẽ xin hẹn tất cả các quý vị ở tập sau, chúng ta cùng chiêm bái các pho tượng.
của Khai Nguyên các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.